Dạ, kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy và quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con dự định tối hôm nay con chia sẻ đến cho đại chúng biết một vài cái thể điều mà về toán đó. Thì toán nó gồm có nhiều cái thể điều. Thứ nhất là tần suất mà mình mấy bữa nay mình đã học. Thứ hai là tăng trào, là cái những cái bài toán như ngày hôm qua mình có toán cái bài là trì tụng kinh thâm nhiều tạo công đức vô biên, và cái toán thứ ba là tầng rơi, dạ tầng rơi, và còn những cái thể điều như là thài và là những cái thể điều khác á thì hơi khó, cho nên mà cũng không có phổ thông lắm. Thì những cái điều mà tầng sắc thì mình cố gắng mình tập. Thì con nghĩ á, theo con nghĩ thì khi mình khi quý thầy và quý sư cô đó, thật ra cái thể điều mà khi mà viết ra như vậy đó thì con có quay ra thì nó cũng không có exactly như để mà mình có thể ra như cái một nút cái nốt nhạc được, bởi vì nó cái đại này là chỉ để về thôi, chứ cũng không phải là nó vào ở trong cái nốt nhạc. Nhưng mà bởi vì cũng chưa ai viết ra cái nốt nhạc này được hết, cho nên con theo con đề nghị đó, thì khi mà quý thầy nghe toán thì quý thầy cứ làm sao đó mà mình cứ giữ cái nhịp của cái tiếng khấn của mình, hay là cái từng nhịp, từng cái nhịp một đó, thì mình có thể từ từ như vậy, làm để khi mà cái nhịp tan đi xuống á, thì quý thầy có thể dùng cái tiếng cái tay của mình hoặc là một cái vật gì đó để mình có thể đưa vào làm cái thể điều của mình đi vào được. Chứ còn khó có thể mà mình có thể là theo một cái nốt như vậy để mà đi. Dạ, cho nên là quý thầy cứ giữ cái điều trường canh, dạ, để mà mình có thể đi vào. Và bất cứ một cái nhịp vang nào hay nhịp mọ nào, nó cũng nằm vào ở trong cái trường canh hết á. Tầng rơi cũng vậy, tầng sấp cũng vậy, mà tầng trào cũng vậy. Nó đều nằm ở trong một cái trường canh. Dạ, thì nó không có đi ra khỏi cái trường canh đó. Thì như lời sư ông dạy thì mình có thể ôn lại cái bài trí tuệ một chút, rồi sau đó mình ôn lại một cái bài tăng trào. Và để bởi vì quý thầy và quý sư cô đó cũng chưa có nắm được cái thể điều của cái tăng rơi, thì con cũng xin chia sẻ một cái bài tăng rơi rất là ngắn để quý thầy thấy được cái điều, thể điều của tăng rơi nó như thế nào. Dạ. Cái bài con chỉ toán hai câu mà bằng hán văn thôi, là cái bài Bồ đề nhiều hóa biển trang nghiêm tùy sở trụ sự thường an lạc, ở trong cái câu. Dạ. Dạ, giờ bây giờ là mình ôn trước cái bài trí tuệ. Dạ. Xin quý thầy và quý sư cô mình cùng tạm cái bài đó. Giờ quý thầy cứ để cái tay vậy đó, cứ nhịp cái tay vậy là cái điều tan đó nó có vào trường canh. Đừng ai
trên ha sông ha sạch ha trần ha thầy tặng cái bài tặng trào là tri thuyết. Tự nhiên vô cái tảng. Chỗ nào mới có sao không con cỏ rồi ạ?
Không có ở đây. Dạ con có rồi ạ. 182. Nhưng ngôi có sữa ông bên con rung. Dạ xin đại chúng làm lại, con có cái bảng trước mặt rồi. 182. Dạ 182. Trì á thuyết hạ kinh á thầm diệu á tạo công á đức á vô thường tu mười phương đó mình. Nhưng mà nó còn vô được ta bà chứ mà nói Nam mô thương tu Tam Bảo. Tu là chúng ta cười đó. Thầy thử làm cái bài tăng tạo cái bài Quỳ Sơn. Dạ. Tại vì ngày xưa tôi làm Sa Di là kỳ nào tụng cũng là hiển thân mộng tật không trong luật sắc. Bốn chữ cũng được mà năm chữ cũng được. Thần huyền nhã mộng hào bóng sắc duyên
chết có gì năm bắc chị về vô mình Cái này là mình làm được 4 câu là mình làm hết. Dạ.
thầy nói là cái trường canh á, xin thầy giải thích thêm cái chữ trường canh, tức là cái nhịp dạ, cái nhịp nhịp dài á. Tất cả chúng ta sẽ bỏ được tiếng vào có cái lời đó. Dạ, đi vào nó nằm ở những cái nốt như vậy đó. Dạ. Dạ, giờ con xin tặng cái bài Tâm Nhiên để về đại chúng đi nghỉ. Tâm Pháp